Tuổi Ất Mùi nữ mạng sinh năm 1955 là người có tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ có tinh thần hướng thiện và luôn đồng cảm với những người có cuộc sống khó khăn. Năm 2022, vận mệnh của nữ mạng sinh năm 1955 bị chi phối bởi sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo của tuổi Ất Mùi vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022 nữ mạng sinh năm 1955. Tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022 nữ mạng sinh năm 1955 có tuổi âm lịch 68 tuổi, sao chiếu mệnh Thổ Tú, vừa có hung vừa có cát. Mệnh sai trung kim, kim kim bình hòa. Địa chi tuổi, tuổi Mùi với tuổi Dần bình hòa. Thiên can tuổi Ất gặp năm Nhâm tương sinh. Tuổi Ất Mùi nữ mạng sinh năm 1955 là người có tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ có tinh thần hướng thiện, họ luôn đồng cảm với những người có cuộc sống khó khăn. Năm 2022, vận mệnh của nữ mạng sinh năm 1955 bị chi phối bởi sao Thổ Tú, hạn Diêm Vương. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của người tuổi Ất Mùi vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2022 nữ mạng. Những người sinh năm 1955 thuộc tuổi Ất Mùi, kính trọng chi dương, có nghĩa là dây được quý mến. Quý bà tuổi Ất Mùi có ngũ hành nạp âm, theo bản mệnh là sa trung kim, tức vàng trong cát. Trong bát trạch phong thủy, nữ mệnh tuổi này thuộc cung Càn, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 bước sang tuổi 68, tính cả tuổi Mụ. Để suy đoán được vận mệnh tử vi về cuộc sống, công việc, sự nghiệp trong năm 2022 của nữ mạng tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 là tốt hay xấu, ta nên ưu tiên để xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi của đương số là năm Ất Mùi. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 thuộc hành kim, vậy ngũ hành tuổi có mối quan hệ tương hợp với ngũ hành năm là kim kim. Xét theo thiên can, nhâm bình hòa với Ất, vậy theo địa chi, tuổi Mùi nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Dần. Qua những thông tin tổng quát trên, năm 2022 sẽ là năm mà quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 được hưởng bình an, yên vui. Quý bà sẽ có một cơ hội lớn trong kinh doanh, nhưng cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ mới, nên dành dụm tiết kiệm trong chi tiêu. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn của năm. Kim bài thái tuế là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài in hình quan hành khiển thái tuế của năm là 2022 hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau là lệnh bài phù thái tuế, mang theo kim bài để tỏ lòng thành kính với quý thần, mang lại những điều may mắn trong năm 2022 Nhâm Dần. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Ất Mùi trên các phương diện. Để luận giải được tử vi năm 2022 của quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, ta sẽ dựa trên những khía cạnh như cuộc sống, tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, gia đạo. Những thông tin này sẽ giúp tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nắm bắt được vận mệnh trong năm 2022 này. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022, sự nghiệp của quý bà tuổi Ất Mùi gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, quý bà cũng nên cân nhắc kỹ càng trước những cuộc đầu tư quan trọng, nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân để không đánh mất đi những mối quan hệ quý giá. Tình duyên. Nhìn chung, tình hình gia đạo của quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con. Con cháu gặt hái được nhiều thành công trong công việc, học tập lễ phép và có hiếu với ông bà, cha mẹ. Bên cạnh đó, quý bà nên tạo điều kiện để cho con cháu làm trọn đạo làm con. Tài lộc. Vào giai đoạn năm 2022, quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 có nhiều vận may về tiền bạc, tài lộc, làm ăn có dư. Nhờ vào sự việc chăm chỉ, quý bà có nhiều nguồn thu nhập mặc dù tuổi đã về hưu. Không nên quá tiết kiệm, hãy dùng tiền của mình để mua những món đồ mà mình thích, những món đồ ăn giúp bồi bổ, cải thiện sức khỏe.
Việc tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện để giúp đỡ những người có cuộc sống khó khăn sẽ giúp cho quý bà có nhiều niềm vui, gặp gỡ nhiều người bạn mới. Ngoài ra điều này còn giúp cho quý bà tuổi Ất Mùi sống vui vẻ, yêu đời và tâm lý thoải mái, cởi mở hơn. Đồng thời, để tài lộc và gia đạo được an niên, quý gia chủ cũng cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình năm được hanh thông, may mắn. Sức khỏe. Sức khỏe là điều đầu tiên quan trọng nhất đối với quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2022. Vì vậy, quý bà nên thực hiện đều đặn các bài tập thể dục như chạy bộ, yoga dành cho người cao tuổi, thái cực quyền. Đây được xem là những bài tập giúp cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, việc kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý cũng là điều vô cùng cần thiết. Xem sao hạn của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Dưới đây là những sao sẽ có tác động lớn tới vận mệnh của quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2022 nhâm dần. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú, được xem là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Sao này còn được gọi là ách tinh, dễ mang đến những điều không may mắn. Người gặp sao thổ tú nên cẩn thận những người xung quanh. Để tránh bị tiểu nhân gièm pha, cần phải giữ bình tĩnh để tránh gây ra những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, khi được sao thổ tú chiếu mệnh, quý bà sẽ nhận được nhiều may mắn trong tình yêu. Dù làm việc gì thì cũng được chồng con ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Vì vậy, quý bà nên làm nhiều việc thiện tích đức để gia đạo được hạnh phúc, bình an. Hạn tuổi, bản mệnh bị chiếu bởi sao Diêm Vương sẽ gặp về vấn đề sức khỏe, đi lại. Nhìn chung sao này sẽ tác động đến những người phụ nữ đang mang thai và những người có bệnh nền. Tuy nhiên, quý bà Ất Mùi không nên quá lo lắng vì điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần. Quý bà không nên đi xa, nên hãy tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Ngoài ra nên chủ động khám và chữa bệnh kịp thời, kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Hóa giải sao hạn. Quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hoàn toàn có thể hóa giải được những điều không may do sao Diêm Vương mang lại. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là do chúng ta cảm nhận, bản mệnh cũng cần phải cố gắng duy trì sức khỏe ở trạng thái ổn định, không nên làm việc quá sức bởi những điều này sẽ gây tác động không tốt đến trí nhớ và tinh thần. Bên cạnh đó, quý bà nên dành nhiều thời gian để bồi bổ, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để phát hiện và điều trị một cách sớm nhất. Sự lắng nghe, thấu hiểu những người thân trong gia đình sẽ giúp cho quý bà hạn chế được những cảm xúc tiêu cực. Từ thời xa xưa, phương pháp dâng sao giải hạn đã được lưu truyền để cầu bình an sức khỏe và hóa giải vận xui trong gia đình. Vì vậy, quý bà Ất Mùi sinh năm 1955 có thể lựa chọn phương pháp này để thực hiện tại chùa hay tại gia đều được. Để giải hạn sao Diêm Vương, quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 có thể tìm hiểu về ngày làm lễ, lễ cúng và hơn hết, quý gia chủ có thể mang theo bên mình một chiếc vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để hóa giải, giúp cho gia đình hòa thuận, công việc hanh thông, thuận lợi. Luận tử vi tuổi Ất Mùi năm 2022 nữ mạng theo tháng âm lịch trong năm 2022. Dựa vào mối quan hệ về cung mệnh sao chiếu mạng trong năm 2022, cuộc sống của quý bà tuổi Ất Mùi sẽ có những cột mốc nổi bật sau. Tháng 1, sự khởi đầu đầy may mắn, quý bà thuận lợi trong công việc làm ăn, sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Tháng 2, có nhiều cơ hội để phát triển và tìm kiếm những mối quan hệ mới thích hợp để thực hiện những chuyến du lịch cùng với gia đình bạn bè. Tháng 3, quản lý chi tiêu chặt chẽ, không nên quá tin tưởng người ngoài, chú ý sức khỏe, thực hiện khám định kỳ. Tháng 4, công việc gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên, quý bà nên bình tĩnh để kiểm soát được tình hình. Tháng 5, thay đổi thời tiết thất thường sẽ làm cho quý bà dễ mắc bệnh cảm sốt, vì vậy, quý bà nên rèn luyện thể chất để nâng cao sức đề kháng. Tháng 6, trong nhà xảy ra những mâu thuẫn, vì vậy quý bà nên là người đứng ra để giải hòa, hàn gắn tình cảm gia đình. Tháng 7, quý bà sẽ nhận được nhiều niềm vui trong tháng này, công việc suôn sẻ, con cháu đạt được nhiều thành tích tốt. Tháng 8, bản mệnh nên tạm gác lại công việc cá nhân và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tháng 9, dễ dính thị phi, quý bà nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, không nên để những đồng nghiệp xấu gây ảnh hưởng cản trở con đường thăng tiến của bản thân. Tháng 10, nhận được nhiều tin vui về tài lộc, tiền bạc, quý bà có thể thực hiện những kế hoạch quan trọng như sửa nhà, mua xe trong tháng 10. Tháng 11, có nhiều cơ hội để hợp mặt bạn bè,
gặp nhiều niềm vui bất ngờ, tâm trạng trở nên thoải mái và yêu đời hơn. Tháng 12, sống trong bình an, hạnh phúc, tháng này thích hợp để thực hiện những chuyến đi gia đình, nhận được nhiều sự quan tâm từ con cháu. Kết luận, qua bài viết này, chúng tôi cũng hy vọng quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ có cái nhìn khái quát về cuộc đời, vận may và tình duyên của mình. Nhìn chung, vận mệnh của quý bà năm 2022 là khá tốt, có nhiều niềm vui trong công việc, gia đình. Bên cạnh đó cũng nên chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý để có thể có thời gian bên con cháu nhiều hơn. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Và mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta có lẽ là phải luôn vững tin vào cuộc sống để trông gai. Qua phần luận giải hết sức chi tiết của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó thì có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công.